Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Sông Hoài Hà ở Trung Quốc tiếp tục lũ lụt và hơn 20 triệu người bị ảnh hưởng. Trong đó, An Huy là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các cơ quan chính phủ đã cảnh báo rằng, mực nước sông Hoài đã tăng trở lại và bờ kè một lần nữa có thể vỡ bất cứ lúc nào. Để đối mặt với đỉnh lũ sắp tới và đảm bảo an toàn cho kè sông Hoài Hà, chính quyền đã điều động hơn 30.000 bộ đội ngày đêm ra cố bờ kè. Một bí thư chi bộ thôn ở tỉnh An Huy bị cách chức vì bỏ chức vụ khi đang chống lũ. China Daily đưa tin ít nhất 403 người thiệt mạng và 105 người mất tích do lũ lụt và lở đất trong những ngày gần đây. 3,17 triệu người đã được chính quyền sơ tán. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, tính đến thứ Hai, sông Hoài Hà đã phải hứng chịu lũ lụt lớn khiến 20,42 triệu người bị ảnh hưởng, 71.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 12 tỷ nhân dân tệ. Reuters đưa tin trận lũ lụt tồi tệ nhất ở khu vực Hoài Hà trong nửa thế kỷ qua. Mưa lớn xảy ra ở tỉnh An Huy, gây lũ quét, sập nhà, vỡ đập, cuốn trôi đường xá, ao hồ và các cơ sở hạ tầng khác, đồng thời gây thiệt hại nặng nề về mùa màng. Tại quận Thái Hồ, hai nữ dân làng thiệt mạng và 56 người khác bị thương khi nhà của họ bị sập. Sông Hoài Hà chảy qua 4 tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Sơn Đông, lưu vực có mật độ dân số cao, đồng thời là vùng sản xuất nông sản và cơ sở năng lượng quan trọng của Trung Quốc. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo, từ ngày thứ Ba đến ngày thứ Sáu, ở Trung Quốc sẽ có một trận mưa lớn diện rộng và lưu vực sông Hoài Hà là khu vực có lượng mưa chính. Tình hình lũ lụt của sông Dương Tử cũng rất nghiêm trọng. Tại tỉnh Hồ Bắc, kể từ mùa lũ đến nay, tỉnh này đã hứng chịu 5 đợt mưa bão nghiêm trọng, làm ít nhất 68 người chết và 25 người mất tích, 41.700 ngôi nhà bị sập do thiên tai và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,8 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh đã áp dụng các biện pháp như bỏ trống nhà ở công cộng, mượn nhà ở tư nhân và dựng lều tạm thời, đồng thời nhanh chóng di chuyển và tái định cư cho hơn 400.000 người bị ảnh hưởng. Lũ lụt ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc cũng đang tiếp tục diễn ra. Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã phát động phản ứng khẩn cấp và cử nhân viên đến các khu vực bị thiên tai ở Hà Nam và Hồ Bắc để hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai. Đồng thời, đỉnh lũ sông Hoài Hà tràn vào hạ lưu hồ Hồng Trạch vào sáng sớm Chủ nhật. Cục Phòng chống lũ lụt tỉnh Giang Tô đã huy động 200.000 người đóng quân ở tuyến đầu để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê khi dòng lũ chảy qua đây. Theo thống kê mới nhất, tổng dân số bị ảnh hưởng ở tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc là gần 9,96 triệu người và hơn 430.000 người cần tái định cư khẩn cấp. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ở tỉnh Hồ Bắc do thiên tai lên tới 1,332 tỷ nhân dân tệ. Theo Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc lên tới 66 triệu người. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Bắc cho biết tính đến thứ Bảy, 970 trong số 5.838 hồ chứa trong tỉnh đã vượt quá mực nước giới hạn lũ từ 0,59m đến 4,17m. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Phụ Dương, tỉnh An Huy vào thứ Sáu tuần trước để thị sát việc xả lũ của sông Hoài Hà. Ông Lý Khắc Cường cho rằng, mùa lũ chính của đất nước mới bắt đầu, cần tăng cường lãnh đạo, huy động mọi lực lượng làm tốt công tác phòng, chống lũ lụt năm nay. Đầu năm nay, chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo rằng sự nóng lên toàn cầu sẽ khiến thời tiết ở Trung Quốc năm nay trở nên tồi tệ hơn so với thập kỷ trước. Theo dự báo thời tiết, sẽ có nhiều mưa vào mùa mưa trong vài tháng tới. Theo số liệu chính thức được công bố, lũ lụt và bão ở Trung Quốc vào năm ngoái đã làm cho 2.704 người thiệt mạng. Năm nay mới bước vào đầu mùa lũ, mà lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 76 người thiệt mạng và 13 người mất tích. Đồng thời, dự báo thời tiết cho biết, trong 3 ngày tới Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ Trung Quốc, tính đến 18 giờ chiều ngày thứ Ba, tổng số người bị ảnh hưởng bởi mưa bão và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã lên tới 13,56 triệu người. Cho đến nay, lũ lụt đã buộc gần 800.000 người phải di rời, 480.000 hecta đất nông nghiệp bị ngập, 69.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4,7 tỷ nhân dân tệ. Tình hình thiên tai ở Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu đã ổn định vào hôm thứ Ba, nhưng tình hình thiên tai ở các tỉnh Giang Tây và Quảng Đông vẫn đang bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Dự báo thời tiết mới nhất cho thấy trong 3 ngày tới, sẽ có mưa lớn ở phía Tây và Nam Vân Nam, Nam Quý Châu, Nam Trung Quốc, Trung và Nam Giang Nam. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, lượng mưa lớn này kèm theo dông lốc ngắn ngày và gió giật mạnh, có thể gây lũ lụt đô thị, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở núi, thậm chí là sét đánh. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia của Trung Quốc yêu cầu tất cả các địa phương chuẩn bị cho các trận lũ lớn, kịp thời di chuyển người dân khỏi các khu vực bị lũ lụt đe dọa và chú ý đến các thảm họa có thể xảy ra như lũ lụt, lũ quét và lở đất. Bắt đầu từ đầu tuần trước đã có mưa lớn và mưa xối xả ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc.
đồng thời xảy ra lũ lụt và lở đất ở các mức độ khác nhau ở Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây và Phúc Kiến. Các cơ quan ban ngành của 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Hồ Nam cho biết, do ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất đá nên có nhiều thương vong. Bộ Nội vụ đã đưa ra một phản ứng cứu hộ 4 cấp đối với các thảm họa lần lượt ở Quảng Đông, Giang Tây và Quý Châu. Lý Quốc Anh, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trước đó đã cảnh báo rằng năm nay Trung Quốc sẽ có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở phía Nam và hạn hán ở phía Bắc, và thời tiết khắc nghiệt như nhiệt độ cao, hạn hán, bão và mưa lớn sẽ nhiều hơn bình thường. Kính thưa quý vị khán giả, khi đỉnh lũ kéo dài một tuần mới rút đi ở Tây Nam Trung Quốc, hàng ngàn cư dân bắt đầu đối phó với hậu quả của lũ lụt. Lũ lụt đã giết chết 172 người. Dù đỉnh lũ hung dữ cuối cùng cũng đã qua, nhưng trận lũ thảm khốc mà truyền thông Trung Quốc gọi là trăm năm mới có một lần đã gây thiệt hại hàng triệu USD. Hình ảnh từ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc cho thấy, nhiều thị trấn bị ngập lụt vẫn bị chôn vùi trong lớp phù sa dày sau khi nước rút. Những cây lớn và cột điện đổ ngổn ngang giữa đống đổ nát. Phóng viên Trung Quốc của BBC cho biết, lũ lụt khiến hơn 100.000 người mất nhà cửa và hơn 10.000 người bị ốm hoặc bị thương. Mặc dù lũ lụt ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã bắt đầu rút, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian để bù đắp những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Hội chữ thập đỏ đã cảnh báo rằng, do số lượng người bị thương cao và tình trạng thiếu nước sạch ở nhiều khu vực, các bệnh truyền nhiễm như kiết lỵ và dịch tả có thể dễ dàng lây lan. Theo Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc, đỉnh lũ lớn nhất trong năm trên dòng chính sông Dương Tử đi qua Nghi Xương, Hồ Bắc lúc 3 giờ sáng thứ tư và tiến vào miền Trung Đông dân cư của Trung Quốc. Theo báo cáo, mực nước đỉnh lũ lần này cao tới 54,36m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,36m. Mực nước này là mực nước sông Dương Tử cao nhất trong 20 năm qua. Đập Tam Hiệp ở thượng nguồn Nghi Xương vẫn trong tình trạng báo động cao. Các quan chức cho biết, lưu lượng nước chảy qua đập hiện nay gấp đôi lưu lượng bình thường. Ngoài ra, theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong một hoặc hai ngày tới, mưa ở lưu vực Tứ Xuyên và Trùng Khánh sẽ suy yếu rõ rệt. Một số khu vực phía Nam và Tây Bắc Vân Nam vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to. Sẽ có mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và miền Đông Giang Nam trong những ngày tới. Còn tại Tứ Xuyên, Trung Quốc cũng đã xảy ra một trận lở đất khiến 34 người thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, có ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất do mưa lớn ở một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, 22 người thiệt mạng và 18 người bị thương khi một trận lở bùn lớn do mưa lớn ập vào một ngôi làng nhỏ có tên Hà Bá ở khu vực Cam Túc của tỉnh Tứ Xuyên. Ở một quận khác gần đó, đá rơi làm lật một chiếc xe buýt làm 12 người thiệt mạng. Thời gian qua, mưa lũ lớn đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn. Hơn 3.000 ngôi nhà bị cuốn trôi, 1.300 hectare đất canh tác bị hư hại và một tuyến đường cao tốc dài 4 km bị hư hỏng. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Sáu rằng hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Tại Trùng Khánh lân cận, tổng cộng 15 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương do lũ lụt, sét đánh và các tai nạn khác, 112.000 người buộc phải sơ tán. Hôm thứ Tư, một trường tiểu học ở Trùng Khánh bị sét đánh khiến 10 học sinh thiệt mạng và hơn 40 giáo viên và học sinh khác bị thương. Trích dẫn dữ liệu từ chính quyền địa phương Trùng Khánh, Tân Hoa Xã đưa tin thiệt hại kinh tế trực tiếp do thảm họa gây ra lên tới 573 triệu nhân dân tệ, khoảng 73,5 triệu đô la Mỹ. Ở Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương, theo thống kê mới nhất của Tân Hoa Xã, có ít nhất 88 người thiệt mạng và 73 người mất tích do thiên tai mưa lớn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, gần 70.000 tòa nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp của thảm họa lên tới 2,47 tỷ nhân dân tệ. Các quan chức của Bộ Nội chính Trung Quốc cho biết, Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam đã khẩn trương phân phát gạo, nước uống và các đồ cứu trợ khác cho những người dân bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã đưa tin, tại huyện Tân Điều, tỉnh Hồ Nam, lượng mưa 268,6mm đã trút xuống trong 24 giờ gây ra lũ quét khiến và nhiều người đã bị lũ cuốn trôi. Thiên tai ở Tứ Xuyên và Quý Châu đã có báo cáo về thương vong. Ở Tứ Xuyên có 14 người chết và 11 người mất tích. Ở Quý Châu có 26 người chết, 15 người mất tích và 140 người bị thương. Nhiều cơ quan ban ngành của chính quyền Trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm công tác do Bộ Nội vụ chỉ huy để thực hiện công tác cứu trợ thiên tai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Lục đục trong nội bộ Đảng Dân Chủ đang trở thành phép thử đối với quyền lực của ông Joe Biden.
trong khi cuộc tranh cãi về số tài liệu mật được phát hiện tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump còn chưa ngã ngũ, thì tuần này chính trường Mỹ lại tiếp tục rúng động với những tài liệu mật được tìm thấy tại văn phòng làm việc cũ và nhà riêng của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Phe Cộng hòa thì thẳng thắn thảo luận về những rắc rối trong tài liệu rò rỉ của ông Biden là điều đương nhiên. Tuy vậy, một số nhà lập pháp đảng Dân Chủ nôm na có thể hiểu là phe cánh của ông Biden cũng đã lên tiếng ủng hộ cuộc điều tra hoặc là chỉ trích Tổng thống Mỹ đương nhiệm về vấn đề này. Có ít nhất 3 lô tài liệu mật đã được tìm thấy tại nơi ở của ông Joe Biden ở Delaware trong tuần trước. Báo cáo gần đây cho thấy những tài liệu đó đã được tìm thấy trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại một văn phòng riêng ở DC mà ông Biden đã sử dụng trước khi đắc cử vào năm 2020. Các tài liệu được tìm thấy có nguồn gốc từ thời ông Biden làm phó tổng thống trong chính quyền ông Obama. Đây thực sự là một thách thức lớn dành cho chính quyền đương nhiệm, nhất là trong bối cảnh ông Biden cần sự ủng hộ của lưỡng đảng hơn bao giờ hết vì cuộc xung đột Nga-Ukraine đang bào mòn sức lực của Washington. Bộ Tư pháp Mỹ tuần qua thông báo bổ nhiệm ông Robert Hu làm công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra về việc Tổng thống xử lý các tài liệu mật. Nhà Trắng đã nhấn mạnh rằng họ đang hợp tác chặt chẽ với cuộc điều tra vào thời điểm này. Adam Schiff, thành viên Đảng Dân Chủ từ California, một trong những nhà lập pháp cánh tả nổi tiếng nhất, phát biểu ủng hộ điều tra. Ông ấy cho rằng điều quan trọng là phải xác định xem các tài liệu có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hay không. Tôi không nghĩ chúng ta có thể loại trừ khả năng này nếu không biết thêm sự thật. Chúng tôi đã yêu cầu cộng đồng tình báo đánh giá các tài liệu của cựu Tổng thống Donald Trump. Tôi nghĩ chúng ta nên có đánh giá tương tự đối với các tài liệu được tìm thấy trong nhóm chuyên gia cố vấn, cũng như nhà của Tổng thống Biden. Tôi muốn biết những tài liệu này là gì. Tôi muốn biết đánh giá của ban điều tra là gì. Liệu có bất kỳ nguy cơ nào không và tác hại ra sao? Và liệu có thực sự cần dùng bất kỳ biện pháp giảm thiểu nào không? Ông Steve cho hay, nhưng tin rằng bằng chứng cho đến nay chỉ ra rằng ông Biden lưu giữ tài liệu là vô ý. Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ bang Georgia, ông Raphael Ratnuk cũng bày tỏ sự ủng hộ tương tự đối với cuộc điều tra tài liệu mật của ông Biden. Các tài liệu mật phải được xem xét một cách nghiêm túc và chúng phải được xử lý hết sức cẩn trọng và không ai được đứng trên luật pháp. Vì vậy, tôi rất vui khi thấy Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện công việc của mình và chúng ta nên để công việc đó tiếp tục. Ilhan Omar, một thành viên Đảng Dân Chủ đại diện bang Minnesota đã nói rằng bà rất vui khi thấy cuộc điều tra được tiến hành và cho rằng bất kỳ sự sai lệch nào liên quan đến các giao thức bảo mật đều phải được coi trọng. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa không thực sự quan tâm đến việc tuân thủ luật pháp và tuân theo các giao thức bảo mật. Điều họ quan tâm là chơi trò chơi chính trị và giờ chỉ muốn điều tra Tổng thống Biden, bà cho biết. Hai thành viên Đảng Dân Chủ khác gồm Thượng nghị sĩ của Michigan và Hạ nghị sĩ John Gabrimeldi của California đều gọi tình huống này là đáng xấu hổ đối với ông Biden. Như vậy, rất nhiều sự cố về rò rỉ tài liệu mật đang phủ bóng lên chính quyền của ông Biden trong bối cảnh cuộc bầu cử năm 2024 đang đến gần. Tuy nhiên, hết tiết lộ này đến tiết lộ khác với các giấy tờ nhạy cảm đã khiến con đường chính trị của ông Biden trở nên bấp bênh, đặc biệt khi ông mới tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống. Một thông tin khác về đồng minh quan trọng của Mỹ trong NATO cũng rất đáng chú ý. Bộ trưởng Quốc phòng Đức chính thức từ chức, chính phủ gặp áp lực lớn. Tuần vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambert đã tuyên bố từ chức sau một loạt sai lầm công khai. Bà viết trong một lá thư gửi Thủ tướng Olaf Scholz rằng nguyên nhân khiến bà lãnh đạo quân đội không hiệu quả là do bị truyền thông nhắm tới suốt nhiều tháng. Bà Lambert, 57 tuổi, là Bộ trưởng Quốc phòng kể từ tháng 12 năm 2021 khi ông Olaf Scholz trở thành Thủ tướng. Trước đây, bà từng là Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Phụ trách Gia đình và Phụ nữ. Công việc của những người lính và những người trong bộ của tôi phải được đặt lên hàng đầu, bà ấy viết trong đơn từ chức gửi Olaf Scholz và được ông chấp nhận. Động thái từ chức của bà diễn ra trong bối cảnh đất nước đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hôm qua, Thủ tướng Ba Lan tiếp tục kêu gọi chính phủ Đức cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 và các vũ khí khác cho Kiev. Đức đã cung cấp pháo phòng không tự hành Leopard và các hỗ trợ quân sự khác cho Ukraine trong 11 tháng qua. Gần đây nhất, Berlin thông báo sẽ gửi 40 xe bọc thép chở quân Master và một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot cho Kiev. Người thay thế cho bà Lambert chưa được công bố. Ông Scholz hứa sẽ có bình đẳng giới trong nội các của mình, nghĩa là ông có thể sẽ bổ nhiệm một phụ nữ đảm nhận vai trò của bà Lambert.
Ông Scholz thường xuyên tỏ ra thận trọng khi đề cập đến việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông tuyên bố rằng, chúng tôi luôn hành động với sự tham vấn chặt chẽ và cẩn thận từng bước. Tiếp tục quay trở lại với sóng gió chính trường Washington, đằng sau sự cố tài liệu mật có phải tảng đá ngáng đường chính quyền của ông Biden hay không? Vào một ngày đầu tháng 11, khi các luật sư của Tổng thống Biden lần đầu phát hiện các tài liệu có dấu mật trong phòng riêng của ông ở thủ đô Washington, một số quan chức được thông tin về vấn đề đã tuân theo một quy tắc, đó là không phát biểu bất cứ điều gì công khai có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Sau khi sự việc trên lộ ra vào tuần trước, Nhà Trắng vẫn chọn lọc những gì có thể chia sẻ, dẫn đến một loạt nghi vấn và chỉ trích về việc họ đang tiết lộ ở mức độ nào và khi nào sẽ tiết lộ đầy đủ thông tin. Bản thân Tổng thống Biden cũng mất kiên nhẫn về việc ông có thể tiết lộ chừng nào trước công chúng khi nhận định hai lần vào tuần trước rằng ông hy vọng có thể thông báo nhiều hơn về vấn đề trên. Phía sau hậu trường, các nguồn tin cho biết Tổng thống Biden ngày càng thất vọng với diễn biến của sự việc, đặc biệt là cách thức chính quyền ông xử lý vấn đề. Những nguồn tin thân cận trong Nhà Trắng tiết lộ, một số quan chức trong chính quyền của ông Biden đang có suy nghĩ từ chức trong yên lặng và chờ đợi liệu sẽ có thêm tin tức về tài liệu mật bị đặt sai chỗ có được công bố trong những ngày tới hay không. Tuần trước, sau khi sự việc các tài liệu mật bị đặt sai chỗ được hé lộ, Tổng thống Biden chỉ có duy nhất một kế hoạch trong lịch trình công khai, đó là bài phát biểu trước mạng lưới hành động quốc gia để tưởng nhớ ngày Martin Luther King, hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Al Sharpton, một nhà lãnh đạo nhân quyền đã nhận định rằng tâm trạng của ông Biden dường như đã tốt hơn khi hai người trao đổi kín với nhau bên lề sự kiện trên. Dù vậy, ông Sharpton cho biết Tổng thống Biden không đề cập đến sự cố tài liệu mật phủ bóng Nhà Trắng tuần qua. Tổng thống nói rằng với sự dịch chuyển trong Quốc hội sẽ có nhiều khó khăn hơn trong các quyết định lập pháp, nhưng ông ấy nói ông ấy sẽ cố gắng làm việc với Đảng Cộng Hòa và trao đổi với họ, trong đó có vấn đề quyền bầu cử, ông Sharpton cho hay. Phản ứng của chính trường Mỹ. Quyết định của Tổng thống Biden khi tránh nêu chủ đề trên trước công chúng và trong các cuộc thảo luận với đồng minh nằm trong nỗ lực của đội ngũ nhằm tránh gây tổn hại cho cuộc điều tra và khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, ông Bob Bauer, luật sư riêng của Tổng thống, người chịu trách nhiệm xử lý vấn đề tài liệu đã khẳng định rằng việc công bố công khai chi tiết có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên về vụ việc, ông Bauer cho biết các luật sư riêng của Tổng thống Biden đã nỗ lực cân bằng tầm quan trọng của việc minh bạch trước công chúng với những quy chuẩn được thiết lập và các hạn chế cần thiết để bảo vệ tính nhất quán của cuộc điều tra. Những cân nhắc này yêu cầu tránh công khai thông tin chi tiết về cuộc điều tra đang diễn ra. Các cố vấn Nhà Trắng của Tổng thống Biden cũng cho hay, việc công bố điều tra thông tin có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Tuy nhiên, ngay cả các đồng minh thân cận nhất của ông Biden cũng đặt câu hỏi về việc tại sao Nhà Trắng chờ đợi quá lâu như vậy khi công khai về việc các tài liệu mật bị đặt sai vị trí được tìm thấy lần đầu tiên vào tháng 11. Họ cũng đặt nghi vấn việc tại sao khi văn phòng cố vấn Nhà Trắng lần đầu tiên xác nhận vào tuần trước rằng một số tài liệu mật được phát hiện trong văn phòng của Tổng thống, cơ quan này không đề cập đến các tài liệu sau đó được phát hiện thêm ở nhà của ông Biden tại Wilmington, Delaware vào tháng 12. Cựu thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Doug Jones, một đồng minh thân cận của Tổng thống Biden, nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn rằng Nhà Trắng đã gặp rắc rối bởi chính những sai lầm do mình gây ra. Ông John cho rằng các luật sư của Tổng thống Biden chịu trách nhiệm giải quyết tình hình đã hoàn toàn làm đúng. Khi ngay lập tức thông báo cho Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia sau khi phát hiện số tài liệu mật đầu tiên, nhưng khi công tố viên đặc biệt của Tổng thống Biden là ông Richard Schauber được đưa ra tuyên bố đầu tiên xác nhận sự việc, ông John cho rằng Nhà Trắng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Khi bạn đưa ra tuyên bố, khi bạn biết sự thật, bạn phải công bố toàn bộ và đầy đủ những điều đó, nhưng chúng đã không đầy đủ và trọn vẹn. Họ nói về số tài liệu đầu tiên nhưng không nói về số tài liệu thứ hai, mặc dù họ biết về nó, ông John nói. Cuối tuần trước, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ D.B. Stabenow đã nhận định việc phát hiện các tài liệu mật chắc chắn là điều đáng xấu hổ cho chính quyền của ông Biden. Nếu các tài liệu mật bị đặt sai chỗ tạo ra cuộc khủng hoảng mới cho chính quyền của ông, sự nhạy cảm xung quanh vấn đề này sẽ ngăn cản Nhà Trắng triển khai công cụ của các chương trình nghị sự trong tương lai của mình. Tuần này, các quan chức Nhà Trắng đã giữ thái độ thận trọng khi đặt câu hỏi về các tài liệu mật. Sau tiết lộ đầu tiên về những tài liệu trong phòng riêng của Tổng thống, Nhà Trắng đã trao đổi với các quan chức cấp cao để giải thích về cuộc điều tra với hy vọng sẽ dập tắt những chỉ trích gia tăng và những nghi vấn về sự việc trên.
Trong cuộc gọi này, một quan chức Nhà Trắng cho biết số liệu cấp tài liệu trên là chưa tới 12 và không có tài liệu nào đặc biệt nhạy cảm liên quan đến lợi ích của các cơ quan tình báo. Nhưng chỉ một ngày sau, các tài liệu mật khác được phát hiện tại địa điểm thứ hai, khiến cho số tài liệu mật lên tới 20 và các quan chức Nhà Trắng đã gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề khi không có cái nhìn toàn cảnh về sự việc. Giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ trong Quốc hội cho biết, Nhà Trắng đã khẳng định trong các cuộc trao đổi với đồng minh rằng có hai khía cạnh cần nhấn mạnh, đó là Nhà Trắng cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra đang diễn ra và có sự khác biệt đáng kể giữa những tài liệu mật được phát hiện cho tới nay. So với những tài liệu mật được phát hiện trong dinh thự của cựu Tổng thống Trump ở Mar-a-Lago thuộc bang Florida, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden thừa nhận rằng sẽ đối mặt với thách thức khi họ đứng trước cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt trong khi tiếp tục thúc đẩy các chương trình nghị sự giữa bối cảnh ông Biden tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Ngoài ra, những câu hỏi khác cũng được đặt ra là các quan chức nào sẽ được triệu tập để làm chứng, cũng như ai sẽ bị đổ lỗi về các tài liệu mật trên bị đặt sai chỗ. Thông tin quốc tế thu hút sự quan tâm lớn nhất từ hôm qua cho đến nay chính là thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.300 người. Tại sao mặt trận động đất này lại thương vong lớn như vậy? Công tác cứu hộ đang được triển khai như thế nào? Với những thông tin bảo hộ công dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được biên tập viên của chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Xin kính chào quý vị khán giả! Thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria diễn ra bất ngờ với độ lớn mạnh khiến người dân địa phương bàng hoàng và không kịp phản ứng. Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua, trận động đất đầu tiên độ lớn 7,8 độ Richter xảy ra ở tỉnh Gaziantep, vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Các dư chấn xảy ra sau đó vài tiếng đồng hồ, trong đó có dư chấn mạnh tới 7,5 độ Richter. Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 100 dư chấn xảy ra. Trận động đất và các dư chấn đã gây ra thương vong vô cùng lớn. Số người thiệt mạng tại cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đến khoảng 11 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam là hơn 4.300 người. Trong đó gần 3.000 người là ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 1.300 người ở Syria, tổng số gần 16.000 người bị thương. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, con số thương vong có thể cao gấp 8 lần con số được công bố hiện nay. Hiện cả hai nước đã công bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Đỗ Sơn Hải, đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để cập nhật những thông tin mới sau trận thảm họa động đất. Đại sứ Đỗ Xuân Hải cho biết thảm họa này có tác động vô cùng lớn đối với nền kinh tế và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ sau 3 năm bị dịch COVID-19 và giữa cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu. Hiện nay, chỉ riêng cái con số thiệt hại và cơn động đất vừa qua thì cũng đủ nói lên một cái mức độ thiệt hại vô cùng nghiêm trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong cái đống đổ nát, người ta vẫn còn đang tiếp tục tìm kiếm và chắc chắn là con số thiệt hại về người và vật chất nó sẽ tăng lên trong mấy ngày tới. Và chúng ta nhìn vào tình hình hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ trong đầu năm 2023 thì chúng ta có thể thấy là dường như là được mức độ thiệt hại của trận động đất này nó sẽ tăng lên bởi những các yếu tố gọi là cộng hưởng. Thứ nhất là về thời tiết, thì hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ đang bước vào giai đoạn mùa đông băng giá, tuyết rơi rất nhiều nơi và về tình hình tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở hơn 10 tỉnh chịu ảnh hưởng của cơn địa chấn này lại càng trở nên khó khăn. Tình hình kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã có những dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, những khó khăn từ bên ngoài, đặc biệt là từ cuộc chiến Nga-Ukraine cũng như về tình hình thiếu hụt năng lượng ở châu Âu, khiến cho tình hình kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là cái lạm phát phi mã. Tất cả những cái điều đó khiến cho tính chất nghiêm trọng của các trận động đất này tăng lên rất nhiều. Về tình hình bà con người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Đỗ Xuân Hải đã cho biết công tác bảo hộ công dân đang diễn ra hết sức khẩn trương. Ngay sau khi nhận được tin về trận động đất xảy ra, Đại sứ quán đã lập tức liên hệ với Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng các cơ quan ban ngành tại địa phương nơi mà chịu ảnh hưởng của cơn động đất để nắm bắt tình hình và cũng đã liên hệ với bà con người Việt sinh sống và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người Việt và phần lớn thì nằm rải rác ở các tỉnh và chúng tôi cũng đã nắm được tình hình sơ bộ. Cũng đã có một số bà con người Việt đã chịu thiệt hại, chủ yếu là về vật chất. Hiện nay thì chưa có thông báo cho con số thương vong, nhưng mà nhà cửa, đồ đạc thì đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn động đất này.
Chúng tôi đang tiếp tục nắm bắt tình hình cụ thể và bám sát vào tình hình xảy ra ở địa bàn để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời cho bà con. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống một số tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn địa chấn này để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đối với cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, thì trận động đất hôm qua là thảm họa khủng khiếp nhất trong nhiều thập kỷ. Nhưng rõ ràng, con số thương vong đến thời điểm này tại Thổ Nhĩ Kỳ là cao hơn. Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở một trong những khu vực có hoạt động địa chấn diễn ra mạnh nhất trên thế giới. 25 năm qua, quốc gia này đã từng chứng kiến những lần xảy ra động đất ở độ lớn 7,0 độ Richter trở lên. Tuy nhiên, sức phá hủy của thảm họa sáng sớm ngày hôm qua khiến nhiều người phải sửng sốt. Các chuyên gia đã chỉ ra 4 nguyên nhân dẫn tới con số thương vong cao như vậy. Trận động đất thứ nhất xảy ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có độ lớn 7,8 độ Richter, được phân loại là lớn theo thang động đất. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939, tức gần 90 năm. Tâm chấn của động đất khá nông, khoảng 23 km phía đông Nunazi, tỉnh Gaziantep. Thế giới đã chứng kiến nhiều trận động đất mạnh hơn trong 10 đến 20 năm qua, nhưng những trận động đất có độ lớn gần 8 độ Richter thường không xảy ra tại các điểm đứt gãy nông. Chúng đặc biệt nguy hiểm nếu tâm chấn gần khu vực đông dân cư. Điều không may xảy ra, trận động đất lần này xảy ra ở chính tại một khu vực đông dân cư tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nước láng giềng, trong đó có khu vực Tây Bắc Syria là một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở một trong những khu vực nơi có hoạt động địa chấn diễn ra mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, trận động đất lần này xảy ra ở phía bên kia của đất nước, dọc theo đường đứt gãy đông Anatolia. Đường đứt gãy này gần đây tương đối yên tĩnh, và nơi đây đã không xảy ra trận động đất có độ lớn 7,0 độ Richter trong hơn 2 thế kỷ. Vì vậy, có thể mọi người đã không thực sự chú tâm đến sự nguy hiểm của động đất. Trận động đất thứ nhất xảy ra vào khoảng 4 giờ 17 phút sáng, thời gian người dân đang chìm trong giấc ngủ. Điều này đã khiến nhiều người dân không có sự phòng bị hay ứng phó kịp thời và bị mắc kẹt trong những ngôi nhà sập, khiến tình trạng cứu hộ gặp khó khăn và con số thương vong không ngừng tăng. Các chuyên gia nhận định việc xây dựng các tòa nhà có kết cấu không thực sự phù hợp với một khu vực dễ xảy ra động đất như Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nguyên nhân dẫn đến số thương vong cao. Những tòa nhà này thường được xây bằng gạch, không có cốt thép và khó chống chọi với rung lắc mạnh. Đói, rét, hoảng loạn và lo sợ cho an nguy của người thân chính là tình cảnh của hàng trăm nghìn người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lúc này. Các nhân chứng cho hay nhiều gia đình không còn ai sống sót, trong khi những người may mắn giữ được mạng sống thì phải chật vật tìm nơi lánh nạn và tránh rét. Thay vì bình minh, thứ đánh thức người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là những cơn rung lắc của động đất. Có những người may mắn sống sót nhưng họ lại phải đối mặt với cái lạnh giá của đêm đông. Ông Ohan Sahin, cư dân Karamanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhà cửa hư hết, giờ không vào được trong, từ sáng chưa ăn gì, mấy đứa con tôi đói lắm rồi, cầu trời phù hộ cho tất cả mọi người. Bà Fadime, cư dân Karamanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chúng tôi sẽ ở đây cho đến sáng, lạnh cóng, ướt sũng. Chúng tôi không có nơi nào để đi, không có chỗ ở. Nhiều ngôi nhà trong chớp mắt đã thành đống đổ nát. Và dưới hàng tấn gạch đá vỡ vụn, đó là gia đình và bạn bè của rất nhiều người. Có ai không? Có ai không? Giúp tôi, cứu với. Hãy nói to lên. Ông Danis, cư dân Hantay, Thổ Nhĩ Kỳ đang nói trong đau đớn. Chúng tôi nghe thấy họ, họ đang kêu cứu, họ yêu cầu được giải cứu. Chúng tôi không thể giải cứu họ, làm sao cứu họ được cơ chứ? Không có ai đến từ sáng nay, không ai cả. Hãy nhìn xung quanh, hãy nhìn xem. Chị Senet Inan, một cư dân Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ nói, người thân của chúng tôi đã chết, cháu gái tôi cũng chết, con bé mới 17 tuổi. Chị dâu tôi đang mắc kẹt dưới đống đổ nát với 3 đứa con. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, có dư chấn, không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Còn ông Ahmed Budak, một cư dân Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng cho biết cháu trai tôi đang ở dưới đống đổ nát cùng vợ con. Chúng tôi đang chờ tin từ họ. Rất nhiều người dân đã hỗ trợ lực lượng cứu hộ bới đống đổ nát bằng tay, xẻng và cưa máy để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Nhưng vì diện tích tàn phá của động đất rất rộng, nên có những nơi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được. Hàng trăm đứa trẻ trở thành mồ côi, hàng ngàn gia đình thiếu mất đi vợ hoặc chồng. Nhưng không có từ nào để tả nỗi đau của những cha mẹ mất đi đứa con của họ.
thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria gây ra những thiệt hại chưa thể đong đếm được một cách đầy đủ. Tuy nhiên, với những nỗ lực vượt bậc của những người tham gia cứu hộ, cũng như của cả chính bản năng sống mãnh liệt của các nạn nhân, những điều kỳ diệu đã xảy ra. Một nhân viên cứu hộ nói với người phụ nữ đang bị chôn vùi trong đống đổ nát: "Chị mặc đồ màu gì? Màu hồng phải không? Giữ sức nhé, tôi không nhìn thấy gì cả." Những nỗ lực kiên trì giữ liên hệ giữa các nạn nhân đang nằm kẹt dưới đống đổ nát ở thành phố Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng cứu hộ đã thu được kết quả diệu kỳ. Hai trẻ em ở thành phố Malamararas ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được cứu sống. Các em không có dấu hiệu nào là bị thương cả. Cô bé 18 tháng tuổi Rahat Ismail ở Rakhat, thành phố Aja, Syria cũng được cứu sống từ dưới đống đổ nát của nhà mình. Nhưng hầu hết người thân của bé đã thiệt mạng, trong đó có cả người mẹ đang mang thai và hai anh chị em của bé. Gia đình bé Ismail vốn là di dân trong cuộc chiến ở Syria. Họ đã chạy thoát khỏi xung đột nhưng đã không thoát khỏi được thiên tai. Và vẫn còn những câu chuyện cứu sống thần kỳ khác đã xảy ra ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách tại hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, báo động cấp 4 đã được phát đi kèm với lời kêu gọi quốc tế hỗ trợ. Đáp lại lời kêu gọi này, Iran đã có máy bay mang theo 45 tấn đồ cứu trợ hạ cánh xuống thủ đô Syria sáng sớm nay. Nga cũng đã sẵn sàng máy bay chở nhân viên cứu hộ và thiết bị lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lực lượng Nga đã có mặt tại Syria cũng đã tham gia ngay vào công tác cứu hộ tại hiện trường. Israel, Liên minh châu Âu cũng đã sẵn sàng đồ cứu trợ, lực lượng cứu hộ để cử đến các nơi hiện trường động đất. Các đoàn cứu hộ từ Hà Lan, Romania cũng đã lên đường. Thêm hai nước phát hiện khinh khí cầu lạ. Colombia và Croatia xác nhận sự xuất hiện của khinh khí cầu trong bối cảnh Mỹ tuyên bố bắn hạ một khinh khí cầu, nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc. Tối hôm qua, Costa Rica xác nhận đã có người nhìn thấy một khinh khí cầu lớn màu trắng bay qua thủ đô San Jose trong tuần này. Khinh khí cầu được nhìn thấy có vẻ ngoài tương tự khinh khí cầu mới bị Mỹ bắn hạ. Tổng giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Costa Rica Fernando Naranjo Elizondo nói với CNN rằng khinh khí cầu được phát hiện ở San Jose hai ngày trước đó không phải là khinh khí cầu có nguồn gốc từ Costa Rica. Theo ông Elizondo, Costa Rica không có kế hoạch điều tra thêm vì khinh khí cầu đã biến mất. Lực lượng không quân Colombia xác nhận một vật thể có đặc điểm tương tự một khinh khí cầu đã được phát hiện trong không phận nước này. Khinh khí cầu này được phát hiện ở khu vực phía bắc Colombia. Khí cầu đã rời khỏi không phận Colombia sau khi hệ thống phòng thủ quốc gia theo dõi. Lực lượng không quân Colombia cho biết họ đang phối hợp với các quốc gia, tổ chức khác để xác định nguồn gốc của khinh khí cầu. Không quân Colombia xác nhận khinh khí cầu không gây ra mối đe dọa đối với an ninh và quốc phòng hoặc đối với an toàn hàng không của Colombia. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Bảy tuyên bố khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc đã bị bắn hạ sau vài ngày xuất hiện trên bầu trời Mỹ. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện ở không phận Mỹ là hành động vi phạm chủ quyền cũng như luật pháp quốc tế và không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng cáo buộc khinh khí cầu được Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực giám sát các địa điểm chiến lược ở lục địa Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đó chỉ là khinh khí cầu dân sự sử dụng trong mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng của gió Tây và khả năng điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng dự kiến ban đầu. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã bác bỏ những tuyên bố của Trung Quốc rằng khinh khí cầu bị bắn rơi chỉ đơn giản là sử dụng cho mục đích dân sự và đã vô tình xâm nhập không phận Mỹ. Đây là một khinh khí cầu do thám Trung Quốc. Khinh khí cầu này đã cố tình đi ngang qua Mỹ, Canada và chúng tôi tin rằng nó đang tìm cách do thám các địa điểm quân sự nhạy cảm, quan chức Mỹ nói. Quan chức Mỹ nhận định khinh khí cầu thứ hai được phát hiện ở Trung và Nam Mỹ và là một khinh khí cầu do thám khác của Trung Quốc và mang các đặc điểm kỹ thuật tương tự khinh khí cầu đã bay qua Mỹ. Cả hai khinh khí cầu đều mang theo thiết bị do thám thường, không liên quan đến các hoạt động khí tượng tiêu chuẩn hoặc nghiên cứu dân sự. Thiết bị thu thập thông tin và các tấm pin mặt trời nằm trên dàn kim loại treo bên dưới khinh khí cầu là đặc điểm nổi bật của cả hai khinh khí cầu, quan chức Mỹ nói thêm. Theo quan chức Mỹ, Trung Quốc đã sử dụng các loại khinh khí cầu do thám này trong nhiều năm và các thiết bị này được phát hiện ở năm châu lục.
quá trình Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc. Máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc chỉ bằng một quả tên lửa khi nó bay qua vùng biển ngoài khơi Nam Carolina. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, chúng ta đã bắn thành công khinh khí cầu và tôi muốn khen ngợi các phi công đã thực hiện điều đó. Tổng thống Biden đã ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu hôm thứ Tư, nhưng Lầu Năm Góc khuyến nghị nên đợi cho đến khi có thể thực hiện việc này ở một vùng nước rộng lớn hơn để bảo vệ dân thường khỏi các mảnh vỡ rơi xuống từ độ cao hàng ngàn mét. Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia vào nhiệm vụ, nhưng chỉ có máy bay chiến đấu F-22 từ căn cứ không quân Ladley ở Virginia thực hiện việc bắn hạ khinh khí cầu vào lúc 14h39 phút ngày thứ Bảy vừa qua. Máy bay F-22 mang hiệu số 1939 GMT sử dụng một tên lửa không đối không siêu thanh AIM-9X Sidewinder duy nhất, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết. Các quan chức cho biết khinh khí cầu bị bắn rơi cách bờ biển Mỹ khoảng 6 hải lý trên vùng nước tương đối nông để có thể thu hồi các bộ phận chính của thiết bị giám sát Trung Quốc trong số các mảnh vỡ. Vụ bắn hạ khinh khí cầu được thực hiện ngay sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh dừng các chuyến bay đến và đi từ 3 sân bay ở Nam Carolina gồm Wilmington, Midland Beach và Salerton do các vấn đề an ninh quốc gia. Các chuyến bay đã được nối lại vào chiều ngày thứ Bảy. Khinh khí cầu của Trung Quốc lần đầu tiên đi vào không phận Mỹ hôm 28 tháng 1 trước khi di chuyển vào không phận Canada vào hồi 30 tháng 1, sau đó trở lại không phận Mỹ vào ngày 31 tháng 1. Sau khi bay qua đất liền Mỹ, khinh khí cầu này đã không trở lại biển rộng, khiến việc bắn hạ trở nên khó khăn. Phải đến ngày thứ Tư, các quan chức Mỹ mới tiết lộ công khai sự xuất hiện của khinh khí cầu này. Đánh giá của chúng tôi là nó không có khả năng cung cấp thêm nhiều giá trị đáng kể so với khả năng khác của trí tuệ nhân tạo Trung Quốc, chẳng hạn như vệ tinh trong quỹ đạo thấp của trái đất. Quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói, đồng thời cho biết Washington sẽ tìm hiểu thêm về khả năng của khinh khí cầu sau khi thu được các mảnh vỡ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng khinh khí cầu được Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực giám sát các địa điểm chiến lược ở đại lục Mỹ. Một phóng viên ảnh của Reuters chứng kiến vụ bắn hạ khinh khí cầu cho biết một luồng hơi phát ra từ máy bay phản lực của Mỹ và vào khinh khí cầu, nhưng không có vụ nổ nào. Sau đó khinh khí cầu bắt đầu rơi xuống. Quân đội Mỹ chưa thực hiện ngay việc thu hồi các mảnh vỡ từ khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã ban hành lệnh hạn chế bay tạm thời để dọn sạch không phận xung quanh bờ biển Nam Carolina, thông báo chặn các chuyến bay trong khu vực 260 km2, chủ yếu là Đại Tây Dương. FAA cũng cảnh báo quân đội có thể sử dụng vũ lực nếu bay vi phạm lệnh hạn chế và không tuân thủ yêu cầu rời đi. Phóng viên ảnh của Reuters ở khu vực Midland Beach có thể nhìn thấy khinh khí cầu bị tình nghi là do thám trên trời với hai máy bay quân sự của Mỹ bay áp sát. Theo một quan chức cấp cao, nhiều tàu hải quân và cảnh sát biển Mỹ đang bảo vệ khu vực nơi chiếc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi. Quan chức này nói với CNN rằng hải quân đã lường trước được việc phải thu hồi các mảnh vỡ ở vùng nước sâu hơn, nhưng nó đã rơi xuống độ sâu khoảng 14,3 mét, khiến việc thu gom dễ dàng hơn. Quan chức này cho biết các thợ lặn có năng lực của hải quân sẽ xuống nước khi cần thiết để hỗ trợ hoạt động. Ngoài ra, còn có các tàu không người lái có thể trục vớt khinh khí cầu lên tàu, quan chức này nói thêm. Song ông không nói rõ các phi hành đoàn sẽ mất bao lâu để khôi phục bất kỳ thiết bị nào tìm thấy từ chiếc khinh khí cầu bị bắn rơi, nhưng lưu ý rằng việc khôi phục có thể mất một thời gian tương đối ngắn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên thu thập mảnh vỡ của khinh khí cầu vừa bị bắn hạ để làm đồ lưu niệm, không nên chạm, di chuyển hay loại bỏ các mảnh vỡ. Các mảnh vỡ là một phần của cuộc điều tra liên bang và người dân thu nhận chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra đó. Một bài đăng trên Facebook từ chính quyền hạt Horry bang Nam Carolina cho biết, Trung Quốc bày tỏ lấy làm tiếc việc một khinh khí cầu sử dụng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác đã bị đi lạc vào không phận Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Bảy cho biết chuyến bay của khí cầu qua Mỹ là một tai nạn bất khả kháng, đồng thời cáo buộc các chính trị gia và phương tiện truyền thông Washington đã lợi dụng tình hình để làm mất uy tín của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đánh giá rằng khinh khí cầu này chỉ là hoạt động mới nhất trong chuỗi hoạt động khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trải dài trên toàn cầu. Hôm thứ Sáu vừa qua, Lầu Năm Góc cho biết một khinh khí cầu khác của Trung Quốc đang bay qua khu vực Mỹ Latin.
theo quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ, trong vài năm qua, khinh khí cầu Trung Quốc đã được phát hiện ở các quốc gia trên khắp năm châu lục gồm Đông Á, Nam Á và châu Âu. Vụ khinh khí cầu đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm Trung Quốc ban đầu dự kiến vào hôm 3 tháng 2. Trung Quốc phản ứng việc Mỹ bắn hạ khí cầu gián điệp. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bắn hạ khí cầu của nước này, cho rằng Washington đã phản ứng thái quá và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế. Trung Quốc bày tỏ bất bình và phản đối mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ khí tấn công thiết bị bay không người lái dân sự. Phía Trung Quốc đã nhiều lần thông báo cho phía Mỹ sau khi xác minh rằng khinh khí cầu được sử dụng cho mục đích dân sự và bay vào lãnh thổ Mỹ vì lý do bất khả kháng. Đó hoàn toàn là một sự cố, thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm Chủ nhật vừa qua. Trung Quốc rõ ràng đã yêu cầu Mỹ xử lý vụ việc một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp và kiềm chế. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố khinh khí cầu sẽ không gây ra mối đe dọa về quân sự hay cá nhân nào đối với người dưới mặt đất, thông báo cho biết thêm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty có liên quan, đồng thời bảo lưu quyền đưa ra phản ứng cần thiết hơn nữa. Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc đã bị bắn hạ. Theo một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia vào nhiệm vụ bắn hạ khinh khí cầu và máy bay chiến đấu F-22 từ căn cứ không quân Lally ở Virginia đã thực hiện bắn vào lúc 14 giờ 39 phút theo giờ địa phương, sử dụng tên lửa AIM-9X. Theo các nguồn thả tin, các mảnh vỡ của khinh khí cầu sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm của cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI ở Quantico, Virginia, để các chuyên gia FBI và cơ quan tình báo phân tích. Một quan chức quốc phòng cấp cao nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã triển khai nỗ lực hợp tác với FBI và các cơ quan phản gián để hỗ trợ phân loại và đánh giá thiết bị này. Giới chức Mỹ xác nhận khinh khí cầu bị bắn rơi cách bờ biển Mỹ chỉ khoảng 6 hải lý trên vùng nước tương đối nông, do vậy có khả năng khôi phục các bộ phận chính của thiết bị do thám này trong những ngày tới. Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết một vật thể nghi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã đi vào không phận ở miền Bắc nước Mỹ và được cho là di chuyển qua các địa điểm nhạy cảm ở Mỹ. Hôm thứ Sáu, khinh khí cầu được phát hiện ở không phận Missouri và di chuyển về bờ phía đông. Giới chức Mỹ đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, việc khí cầu Trung Quốc xuất hiện ở không phận Mỹ là hành động vi phạm chủ quyền cũng như luật pháp quốc tế và không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng cáo buộc khinh khí cầu được Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực giám sát các địa điểm chiến lược ở lục địa Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đó chỉ là khinh khí cầu dân sự sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Phía Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng của gió Tây và khả năng điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng dự kiến ban đầu. Nga nói gì về hành động của Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu bay sang Mỹ? Nga cho rằng Trung Quốc hành động có trách nhiệm trong vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay sang Mỹ. Hãng Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Trung Quốc hành động có trách nhiệm liên quan đến khinh khí cầu Trung Quốc đi vào khu vực Mỹ. Mỹ cho rằng đó là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc và đã bắn rơi, trong khi Bắc Kinh khẳng định khinh khí cầu này bay lệch hướng, đồng thời cho rằng Washington phản ứng thái quá. Trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng hai nước nên xử lý vụ khinh khí cầu một cách bình tĩnh, đúng đắn mà không sử dụng vũ lực. Đây là một sự cố bất ngờ riêng lẻ, bà Mao cho biết khi được hỏi về mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Trước đó, các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc đã bị máy bay chiến đấu F-22 bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào chiều cùng ngày. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay sau đó bày tỏ sự không hài lòng, đồng thời cáo buộc Washington rõ ràng phản ứng thái quá và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế, theo Reuters. Trong tuyên bố ngày thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quyết định của Mỹ về việc bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc đã tác động nghiêm trọng và gây tổn hại đến quan hệ song phương. Theo AFP, liên quan khinh khí cầu được phát hiện trên bầu trời châu Mỹ Latin, bà Mao thừa nhận đó là khinh khí cầu từ Trung Quốc và có mục tiêu dân sự. Theo bà, khinh khí cầu này có khả năng hạn chế về tự lái. Hôm thứ Bảy vừa qua, Không quân Colombia cho biết hệ thống phòng không đã phát hiện một khinh khí cầu vào sáng ngày thứ Sáu. Lý do Mỹ phóng tên lửa gần $400,000 hạ khí cầu Trung Quốc.
tiêm kích F-22 mang cả pháo và tên lửa, nhưng chỉ AIM-9X giá gần 400.000 đô la Mỹ mới đảm bảo khả năng vượt mục tiêu, có tiết diện radar nhỏ như khí cầu. Tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ hôm thứ Tư bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc trên vùng biển ngoài khơi bang Nam Carolina bằng tên lửa AIM-9X Skyquader. Trung Quốc tuyên bố đây là khí cầu dân sự dùng để nghiên cứu khí tượng và bay lạc trong lãnh thổ Mỹ. Nhưng Lầu Năm Góc bác bỏ tuyên bố khí cầu này được Bắc Kinh sử dụng để do thám các địa điểm quân sự chiến lược. Quân đội Mỹ bắt đầu xem xét phương án đánh rơi khí cầu từ giữa tuần trước và điều động hai tiêm kích tàng hình F-22 từ căn cứ Nellis cách Nam Carolina hơn 1.100 km để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đây được xem là phương án cần thiết bởi F-22 có trần bay lớn hơn các tiêm kích như F-15 và F-16, cho phép nó thu thập nhiều dữ liệu, hình ảnh về khinh khí cầu hơn chiến đấu cơ đời cũ. Trong nhiệm vụ phòng không tiêm kích tàng hình F-22 mang theo 3 loại vũ khí gồm pháo M-61 cỡ nòng 20mm, tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder và tầm trung AIM-120CD. Các chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa AIM-9X có giá gần 400.000 đô la Mỹ là lựa chọn hợp lý nhất của Mỹ để bắn rơi khí cầu. Bắn hạ khí cầu tầm cao như vậy là thách thức không nhỏ, chúng đặt ra rất nhiều vấn đề với hệ thống dẫn đường có tên lửa, chuyên gia Tyler Dogaway viết trên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone. Khí cầu có tiết diện radar và tín hiệu nhiệt cực nhỏ, gần như không thể bám bắt và khóa mục tiêu bằng các phương pháp truyền thống. Mỗi khí cầu có diện tích phản xạ radar tương đương một con chim nhỏ. Chúng cũng di chuyển rất chậm so với mục tiêu bay thông thường, khiến radar Doppler hiện đại thường không phát hiện được chúng. Báo cáo được Viện Nghiên cứu Không lực AFII thuộc Không quân Mỹ công bố hồi năm 2005 có đoạn. Ngay cả khi tiêm kích khóa được mục tiêu và khai hỏa, vẫn có khả năng tên lửa bay xung quanh lớp vỏ của khí cầu nhưng không kích nổ. Điều này khiến khí cầu khó rơi tại chỗ và có thể tiếp tục trôi dạt trên bầu trời, gây phức tạp cho quá trình thu hồi các thiết bị mà nó mang theo. Phần lớn tên lửa đối không hiện đại được lắp ngòi cận đích để kích nổ gần mục tiêu, tạo ra lượng lớn mảnh kim loại nhằm phá hủy hoặc làm hư hỏng nặng khí tài đối phương, thay vì lao thẳng vào mục tiêu. Tên lửa đối không tầm trung như AIM-120 thường dùng ngòi cận đích kích hoạt bằng radar, trong khi đạn tầm ngắn AIM-9X sử dụng tia laser. Ngòi nổ cận đích kích hoạt bằng radar của tên lửa AIM-120 có thể không hoạt động với mục tiêu với diện tích phản xạ radar nhỏ như khí cầu, khiến quả đạn tiếp tục bay tự do đến khi tự hủy hoặc lao xuống đất. Ngòi laser của tên lửa AIM-9X sẽ phù hợp hơn trong nhiệm vụ này, Rogoway nhận xét. Sử dụng pháo 20mm trên tiêm kích F-22 được xem là phương án tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với tên lửa AIM-9X, nhưng biện pháp này đi kèm nhiều vấn đề. Pháo M-61 có tầm bắn hiệu quả khoảng 600m, buộc tiêm kích F-22 phải bay rất gần khí cầu để đảm bảo khả năng bắn trúng đích. Tiêm kích F-22 có trần bay 18km, trong khi khí cầu hoạt động ở độ cao khoảng 18,3 km nên phi cơ Mỹ sẽ không thể tiếp cận mục tiêu ở góc bổ nhào. Nếu phi cơ không thể bay trên khí cầu, nó sẽ phải khai hỏa ở trạng thái ngóc mũi lên cao. Các viên đạn có thể bay theo quỹ đạo vòng cung xa nhiều km và rơi xuống khu vực rộng lớn, uy hiếp an toàn cho những người dưới mặt đất. Tiêm kích F-22 cũng gặp nhiều khó khăn khi cơ động ở độ cao lớn, khiến phi công khó kiểm soát đường đạn với vũ khí không có hệ thống dẫn đường như đạn pháo, chuyên gia Mỹ nêu quan điểm. Đạn nổ mảnh của pháo 20mm chỉ kích hoạt nếu va chạm với vật liệu rắn chắc như thân vỏ và động cơ máy bay, thay vì lớp vỏ mỏng của khí cầu. Đạn huấn luyện không chứa chất nổ hoặc đạn xuyên giáp có thể giảm bớt rủi ro, nhưng không đảm bảo được khả năng bắn hạ khí cầu tại chỗ. Năm 1998, các tiêm kích CF-18 của Không quân Canada từng khai hỏa hơn 1.000 viên đạn pháo 20mm nhằm vào khí cầu thời tiết ở độ cao dưới 12km, nhưng quả khí cầu này không rơi tại chỗ mà tiếp tục di chuyển thêm nhiều ngày, ảnh hưởng tới giao thông hàng không trên Đại Tây Dương.
bắn phá khoang chứa thiết bị bên dưới có thể vô hiệu hóa khí cầu nhưng sẽ tạo nhiều mảnh vỡ rơi xuống dọc đường bay của nó, cũng như hạn chế khả năng thu thập dữ liệu tình báo sau khi nó bị hạ. Kích thước nhỏ của khoang này khiến phi công khó ngắm bắn chính xác, Rogoway cho hay. Quân đội Mỹ không có phương án bắn hạ khí cầu bằng tên lửa phòng không do chỉ hệ thống Patriot đủ khả năng vượt mục tiêu tầm cao trong khí quyển như vậy. Tuy nhiên, các tổ hợp trinh sát và tên lửa Patriot cũng gặp vấn đề do diện tích phản xạ radar rất nhỏ của khí cầu. Không có khẩu đội Patriot nào trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên đất Mỹ, ngoài một số tổ hợp được dùng để huấn luyện và thử nghiệm. Quá trình triển khai cũng mất nhiều thời gian và không thể theo kịp lộ trình di chuyển của khí cầu Trung Quốc. Quá trình Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc. Máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc chỉ bằng một quả tên lửa khi nó bay qua vùng biển ngoài khơi Nam Carolina. Hôm thứ Tư tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chúng ta đã bắn thành công khinh khí cầu và tôi muốn khen ngợi các phi công đã thực hiện điều đó. Tổng thống Biden đã ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu từ hôm đầu tháng, nhưng Lầu Năm Góc khuyến nghị nên đợi cho đến khi có thể thực hiện việc này vào một vùng nước rộng lớn hơn để bảo vệ dân thường khỏi các mảnh vỡ rơi xuống từ độ cao hàng ngàn mét. Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia vào nhiệm vụ, nhưng chỉ có máy bay chiến đấu F-22 từ căn cứ không quân Langley ở Virginia thực hiện việc bắn hạ khinh khí cầu vào lúc 14h39 phút hôm vừa qua, sử dụng một tên lửa không đối không siêu thanh AIM Chinook duy nhất, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết. Các quan chức cho biết khinh khí cầu bị bắn rơi cách bờ biển Mỹ khoảng 6 hải lý trên vùng nước tương đối nông để có thể thu hồi các bộ phận chính của thiết bị giám sát Trung Quốc trong số các mảnh vỡ. Vụ bắn hạ khinh khí cầu được thực hiện ngay sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh dừng các chuyến bay đến và đi từ 3 sân bay Nam Carolina gồm Wilmington, Mid-Lubbock và Charleston do các vấn đề an ninh quốc gia. Các chuyến bay đã được nối lại vào chiều cùng ngày. Khinh khí cầu của Trung Quốc lần đầu tiên đi vào không phận Mỹ vào cuối tháng trước khi di chuyển vào không phận Canada, sau đó trở lại không phận Mỹ. Sau khi bay qua đất liền Mỹ, khinh khí cầu này đã không quay trở lại biển rộng, khiến việc bắn hạ trở nên khó khăn. Phải đến ngày thứ hai, các quan chức Mỹ mới tiết lộ công khai sự xuất hiện của khinh khí cầu này. Đánh giá của chúng tôi là nó không có khả năng cung cấp thêm nhiều giá trị đáng kể so với khả năng khác của trí tuệ nhân tạo Trung Quốc, chẳng hạn như vệ tinh trong quỹ đạo thấp của trái đất. Quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói, đồng thời cho biết Washington sẽ tìm hiểu thêm về khả năng của khinh khí cầu sau khi thu được các mảnh vỡ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng, khinh khí cầu được Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực giám sát các địa điểm chiến lược ở Đại lục Mỹ. Một phóng viên ảnh của Reuters chứng kiến vụ bắn hạ khinh khí cầu cho biết, một luồng hơi phát ra từ máy bay phản lực của Mỹ va vào khí cầu nhưng không có vụ nổ nào, sau đó khinh khí cầu bắt đầu rơi xuống. Quân đội Mỹ chưa thực hiện ngay việc thu hồi các mảnh vỡ từ khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã ban hành lệnh hạn chế bay tạm thời để dọn sạch không phận xung quanh bờ biển Nam Carolina. Thông báo chặn các chuyến bay trong khu vực 260 km2, chủ yếu là Đại Tây Dương. FAA cũng cảnh báo quân đội có thể sử dụng vũ lực nếu máy bay vi phạm lệnh hạn chế và không tuân thủ yêu cầu rời đi. Phóng viên ảnh của Reuters ở khu vực Mid-Lubbock có thể nhìn thấy khinh khí cầu bị tình nghi là do thám trên trời, với 20 bay quân sự của Mỹ bay áp sát. Theo một quan chức cấp cao, nhiều tàu hải quân và cảnh sát biển Mỹ đang bảo vệ khu vực nơi trước khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi. Quan chức này nói với CNN rằng hải quân đã lường trước việc phải thu hồi các mảnh vỡ ở vùng nước sâu hơn, nhưng nó đã rơi xuống độ sâu khoảng 14,3 mét, khiến việc thu gom dễ dàng hơn. Quan chức này cho biết các thợ lặn có năng lực của hải quân sẽ xuống nước khi cần thiết để hỗ trợ hoạt động. Ngoài ra, còn có các tàu không người lái có thể trục vớt khinh khí cầu lên tàu. Quan chức này nói thêm, song ông không nói rõ các phi hành đoàn sẽ mất bao lâu để khôi phục bất kỳ thiết bị nào tìm thấy từ chiếc khinh khí cầu bị bắn rơi. Nhưng lưu ý rằng việc khôi phục có thể mất một thời gian tương đối ngắn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên thu nhặt mảnh vỡ của khinh khí cầu vừa bị bắn hạ để làm đồ lưu niệm.
không nên chạm di chuyển hay loại bỏ các mảnh vỡ. Các mảnh vỡ là một phần của cuộc điều tra liên bang và người dân thu thập chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra đó. Một bài đăng trên Facebook từ chính quyền hạt Horry, bang Nam Carolina cho biết, Trung Quốc bày tỏ lấy làm tiếc việc một kinh khí cầu sử dụng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác đã bị đi lạc và không phận Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa qua cho biết chuyến bay của khí cầu qua Mỹ là một tai nạn bất khả kháng, đồng thời cáo buộc các chính trị gia và phương tiện truyền thông Washington đã lợi dụng tình hình để làm mất uy tín của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đánh giá rằng khinh khí cầu này chỉ là hoạt động mới nhất trong chuỗi hoạt động khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trải dài trên toàn cầu. Vừa qua, Lầu Năm Góc cho biết một khinh khí cầu khác của Trung Quốc đang bay qua khu vực Mỹ Latin. Theo quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ, trong vài năm qua, khinh khí cầu Trung Quốc đã phát hiện ở các quốc gia trên khắp 5 châu lục gồm Đông Á, Nam Á và châu Âu. Vụ khinh khí cầu đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm Trung Quốc ban đầu dự kiến vào ngày 3 tháng 2. Trung Quốc từ chối cuộc gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đúng ngày bắn rơi khinh khí cầu. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bắc Kinh đã từ chối tiếp nhận cuộc gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến người đồng cấp Trung Quốc vào đúng ngày chiếc máy bay Mỹ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc. Thứ Bảy, ngay sau khi có hành động bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc, Bộ Quốc phòng đã đề nghị thực hiện cuộc gọi giữa Bộ trưởng Austin với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, chuẩn tướng Pat Ryder cho biết trong một thông báo. Không may là Trung Quốc đã từ chối đề nghị của chúng tôi. Cam kết của chúng tôi đối với việc duy trì các kênh liên lạc sẽ vẫn được tiếp tục, ông Ryder nói. Trung Quốc khẳng định khinh khí cầu đó đi lạc sang Mỹ và chỉ phục vụ mục đích dân sự, nhưng Washington gọi đó là phương tiện do thám tầm cao phức tạp. Sau khi di chuyển vào khu vực miền Trung nước Mỹ, đi qua nhiều căn cứ quân sự bí mật hàng đầu, khinh khí cầu bay ra bờ biển phía đông. Tại đó, khinh khí cầu bị một máy bay quân sự Mỹ bắn rơi vừa qua. Hai bộ trưởng Austin và Ngụy gặp nhau tại Campuchia tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh hai bên đều muốn hạ nhiệt căng thẳng sau chuyến đến Đài Loan, Trung Quốc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Tuy nhiên, sự cố khinh khí cầu làm hỏng nỗ lực đó dẫn đến việc Mỹ hủy chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Antony Blinken. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington đã triển khai những biện pháp để giảm bớt khả năng do thám của khinh khí cầu, đồng thời tăng cường khả năng của chúng ta trong việc thu thập thông tin từ đó. Sau sự việc khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận của Mỹ, bị máy bay chiến đấu của nước này bắn hạ ở ngoài khơi Carolina trên Đại Tây Dương hôm vừa qua. Mới đây, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết, những khinh khí cầu như vậy từng xuất hiện ít nhất 3 lần ở thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay sau đó, cựu Tổng thống Mỹ đã rất tức giận và phủ nhận tuyên bố trên từ Lầu Năm Góc, đồng thời cho rằng những thông tin này là hoàn toàn sai lệch. Khơi mào cho sự tức giận của cựu Tổng thống Mỹ là việc hạ nghị sĩ Cộng hòa Michael Watt cho biết Lầu Năm Góc từng thông báo cho Quốc hội về khí cầu do thám của Trung Quốc bay gần bang Texas và Florida dưới thời chính quyền Trump. Theo ông Watt, Washington biết đã có những vụ xâm nhập gần Florida và Texas, nhưng họ không rõ có loại hệ thống nào trên những quả khí cầu này, hoặc liệu những vụ xâm nhập này xảy ra ở vùng lãnh hải hay đất liền. Chia sẻ với Fox News, quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden dẫn thông tin tình báo Mỹ cho rằng các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc thuộc một phần của chiến dịch lớn hơn. Theo vị này, số khinh khí cầu trên đều thuộc về phi đội khinh khí cầu được Trung Quốc phát triển cho các chiến dịch do thám, vốn vi phạm chủ quyền của các nước khác. Theo tình báo Mỹ, các hoạt động trên thường được thực hiện theo sự chỉ đạo của quân đội Trung Quốc. Quan chức Mỹ cho biết thêm, trong vài năm gần đây, các khinh khí cầu của Trung Quốc bị phát hiện trên khắp năm châu, bao gồm cả Đông Á, Nam Á và châu Âu. Tuy nhiên, hôm thứ Năm vừa qua, theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Trung Quốc luôn tôn trọng Trump nên điều đó không thể xảy ra và nó không bao giờ xảy ra. Đó chỉ là thông tin bịa đặt. Trước đó, ông Trump đã nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ từ năm 2017 đến năm 2021. Sự tức giận của ông Trump còn tiếp tục bằng những chỉ trích chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong việc xử lý khinh khí cầu Trung Quốc.
ông Trump đã ám chỉ cáo buộc ông Biden gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, dù không có căn cứ, cho rằng họ chỉ giỏi gian lận trong bầu cử và đưa thông tin sai lệch. Mark Esper, từng là bộ trưởng quốc phòng thời Trump, cũng từng bày tỏ ngạc nhiên về thông tin này. Vị này nhận định không thấy ai báo cáo cho ông hoặc ông đọc được bất cứ thứ gì nói rằng khí cầu do thám Trung Quốc đã bay trên đất Mỹ. Ngoài ra, một số quan chức đương nhiệm hoặc đã về hưu của Đảng Cộng sản cũng phủ nhận sự xuất hiện của bất cứ khinh khí cầu nào từ Trung Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã nói với Fox News rằng có thể nó đã xảy ra lần đầu tiên dưới thời chính quyền ông Barack Obama và vào thời điểm đó, quân đội cho rằng đây không phải là vấn đề lớn, vì thế họ đã không phát cảnh báo về khinh khí cầu Trung Quốc. Cựu giám đốc tình báo quốc gia John Caristeffri đặt câu hỏi với Fox News rằng bạn có nhớ dưới thời chính quyền ông Trump có xuất hiện bất cứ hình ảnh nào về khinh khí cầu do thám không? Theo đó, ông Redchisley cũng khẳng định không nhớ điều đó bởi vì nó đã không xảy ra. Theo AFP, trong tuyên bố hôm thứ Bảy vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Mỹ quyết định bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc mà Bắc Kinh tuyên bố là bay lạc và không phận Mỹ, đã tác động nghiêm trọng và gây tổn hại đến quan hệ song phương. Tuyên bố trên cho biết, trong khiếu nại với Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh về vụ việc khinh khí cầu bị bắn, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong cho rằng hành động của Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng và làm tổn hại đến nỗ lực và tiến bộ của cả hai bên trong việc ổn định quan hệ Mỹ-Trung kể từ cuộc gặp cấp cao ở Bali, Indonesia vào tháng 11 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này theo dõi sát diễn biến tình hình và tuyên bố quyền đưa ra các phản ứng cần thiết. Trước đó, Trung Quốc đã chỉ trích hành động này là phản ứng quá mức, tuyên bố bảo lưu quyền sử dụng các phương tiện cần thiết để ứng phó những tình huống tương tự nhưng không nêu cụ thể. Một số nhà phân tích cho biết họ sẽ theo dõi vùng biển và vùng trời Đông Á để xem có dấu hiệu gia tăng căng thẳng hay không, khi Mỹ và các đồng minh tiếp tục điều tàu và máy bay đến khu vực để tuần tra. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng dù căng thẳng tăng lên trong mấy ngày qua vì vụ khinh khí cầu, cả Bắc Kinh và Washington đều đang cố gắng cải thiện quan hệ. Trong khi đó, Reuters trích dẫn một tuyên bố của Không quân Colombia cung cấp các chi tiết liên quan đến vật thể nghi là khinh khí cầu lọt vào tầm ngắm của hệ thống phòng không nước này vào sáng sớm 2 ngày trước đó. Theo Reuters, hôm qua lực lượng Không quân Colombia cho biết qua hệ thống phòng không, họ đã phát hiện một vật thể giống như khí cầu vào ngày hôm qua và được theo dõi cho đến khi nó rời khỏi không phận quốc gia. Tuyên bố của quân đội Colombia không đề cập đến nguồn gốc của khinh khí cầu là từ nước nào. Theo thông báo từ không quân, vật thể bay ở độ cao khoảng 17 km với tốc độ trung bình 46 km/h, song không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, quốc phòng cũng như an ninh hàng không. Colombia nói thêm rằng họ đã tiến hành điều tra, phối hợp với các quốc gia và tổ chức khác nhằm xác định nguồn gốc của vật thể. Trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau về khinh khí cầu do thám tầm cao trên lục địa Mỹ. Mới đây, nhiều câu hỏi đã được đặt ra rằng trong thế giới có công nghệ giám sát tiên tiến, bao gồm cả máy bay không người lái UAV và vệ tinh, tại sao một số quốc gia lại sử dụng khinh khí cầu để do thám? Điều này sẽ được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Theo trang web của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, khinh khí cầu là công cụ quan trọng để thu nhập thông tin tình báo trong thế kỷ 19 và việc các siêu cường quốc dùng khinh khí cầu để do thám là chuyện bình thường. Chẳng hạn, Mỹ đã sử dụng khinh khí cầu tầm cao vào những năm 1950 để do thám Liên Xô. Theo tờ New York Times, các khinh khí cầu này bay qua các nước thuộc khối Xô Viết dưới danh nghĩa nghiên cứu khí tượng. Tuy nhiên, động thái này đã mang lại nhiều sự phản đối từ Điện Kremlin hơn là thông tin tình báo mà Mỹ thu được. Thời đó, Liên Xô cũng đã bắn hạ các khinh khí cầu này. Ông David D. Grotrich, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Cận Đông Nam Á tại Đại học Quốc phòng ở Washington DC, Mỹ cho biết khinh khí cầu do thám cũng có thể có khả năng thu nhập tín hiệu điện tử và chặn liên lạc. Theo tờ New York Times, trong khi các vệ tinh do thám có thể nhìn thấy hầu hết mọi thứ, thì những khinh khí cầu được trang bị cảm biến công nghệ cao sẽ bay lơ lửng phía trên một địa điểm lâu hơn và có thể thu sóng vô tuyến, di động và các đường truyền khác mà không bị phát hiện từ không gian.
Đó là lý do tại sao việc phát hiện khinh khí cầu ở Montana là việc quan trọng. Theo Michael Clarke, giáo sư thỉnh giảng tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King College London, Anh, chỉ trong khoảng 10 năm trở lại đây, quân đội mới chú ý trở lại với khinh khí cầu bởi vì họ thấy chúng hữu ích như thế nào hoặc có thể hữu ích như thế nào. Jim Rocker, học giả tại Đại học Nam Đan Mạch và Đại học Cornell, người hiện tư vấn cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về mối đe dọa xuyên quốc gia của máy bay không người lái cho biết, khinh khí cầu mang lại một số lợi thế so với việc sử dụng vệ tinh hoặc máy bay không người lái. Chúng không chỉ rẻ hơn so với phóng vệ tinh, mà khi khinh khí cầu có thể thu được hình ảnh chất lượng tốt hơn khi hoạt động gần bề mặt trái đất hơn. Học giả Rocker thông tin thêm, thế hệ khinh khí cầu mới nhất là công nghệ cao, là hệ thống có thể bay cao tới 27.432 km. Thậm chí khinh khí cầu thế hệ mới có thể triển khai hệ thống máy bay không người lái riêng và có khả năng phát hiện tên lửa đang lao tới. Trong khi đó, giáo sư Michael Clarke nhận định khinh khí cầu có thể bay cao hơn tầm hoạt động của hầu hết các máy bay. Và tốc độ chậm của khinh khí cầu đồng nghĩa với việc không phải lúc nào radar cũng phát hiện ra khinh khí cầu. Cùng với đó, công nghệ bổ sung màu sơn bề mặt có thể giúp khinh khí cầu được giấu kín tốt hơn. Thậm chí nếu thời tiết thuận lợi, khinh khí cầu có thể duy trì vị trí tại một khu vực trong thời gian dài hơn vệ tinh. Chuyên gia Clarke nhận định, vệ tinh có thể cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao nhưng lại chỉ có thể duy trì ở một vị trí trong thời gian tương đối ngắn. Trong khi đó, việc duy trì lâu dài tại một vị trí sẽ mang tới lợi thế và khả năng giám sát, thu nhận lưu lượng truy cập không dây hoặc máy tính. Ngoài ra, khinh khí cầu còn có lợi ích cao về chi phí. Trong suốt vòng đời, một vệ tinh có thể tiêu tốn tới 300 triệu đô la Mỹ theo ước tính từ năm 2020, còn khinh khí cầu công nghệ cao nhất cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với một vệ tinh.